cúng mụ, đề cử, đề tháng, đề năm cho bé là một trong những nghi thức quan trọng để thông báo sự có mặt của một thành viên mới trong gia đình. Đồng thời, bé tỏ lòng biết ơn và cầu mong các bà mụ, đức ông sẽ ban phước lành may mắn cho đứa trẻ. Tuy nhiên, việc cúng như thế nào, chuẩn bị ra sao, cùng với rất nhiều quan niệm dân gian khác về nghi lễ này vẫn gây rất nhiều thắc mắc cho các gia đình có trẻ nhỏ. Vậy, không cúng đề tháng có sao không? Nhiều người trẻ mới lập gia đình thường thắc mắc liệu có nhất thiết phải làm mâm cúng mụ và các dịp đề cử, đề tháng, đề năm cho bé theo phong tục, truyền thống hay không? Một số người thì cho rằng không cần thiết phải làm đúng theo dân gian, tức là bày mâm cúng 12 bà mụ và 3 đức ông với các đồ lễ truyền thống, mà chỉ cần bày biện mâm cơm tỏ lòng thành và thông báo sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình là được. Theo chia sẻ của chị Lan, cái này không sao đâu bạn, bé đầu nhà mình cũng vậy, đề tháng gia đình cũng chỉ là một mâm cơm đầy rồi thắp hương thôi. Không cần cầu kỳ gì, cái quan trọng là cầu mong con bình an, khỏe mạnh thôi, chứ không phải lễ lạc gì to tát, đầy giận. Gia đình mình vẫn hạnh phúc và vui vẻ 5 năm rồi, nên bạn đừng nghĩ nhiều. Chị Nhật Lệ cho rằng, con mình đứa đầu không cúng đề tháng, chỉ làm mâm cơm thắp hương và mời họ hàng thôi. Đứa thứ hai giờ cũng sắp đề tháng và cũng làm vậy. Theo mình, cúng đề tháng cho con như thế nào thì tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, có nhiều lo nhiều, có ít lo ít, có điều kiện thì cúng theo kiểu truyền thống cũng tốt, còn không thì cúng gia tiên đơn giản thôi là được. Mình không nghĩ vì cúng hay không cúng mà con mình làm sao cả, tất cả cũng là tín ngưỡng thôi, thành tâm là được chứ không nên a dua theo ai cả, ý kiến của chị Hà về chủ đề này. Tuy nhiên, nhìn chung, phần đông các bậc cha mẹ cho rằng nên làm lễ đề tháng cho con theo phong tục truyền thống để thể hiện sự tôn kính, biết ơn đến các bà mụ và ông bà tổ tiên, đồng thời đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời bé khi vừa chào đời, cầu mong hạnh phúc, sức khỏe và được sự giúp đỡ, bảo vệ từ mọi người xung quanh. Vậy thì, cúng đề tháng cho bé ở đâu? Nhiều cha mẹ trẻ sắp chào đón đứa con đầu lòng có cùng thắc mắc là cúng đề tháng cho bé ở đâu là hợp lý, ở nhà nội hay nhà ngoại? Nếu hai vợ chồng ở riêng thì có nhất thiết phải về nhà nội hay nhà ngoại cúng đề tháng cho con không? Tổ chức đề tháng ở nhà hàng có được không? Thực tế thì khi mang thai và sinh bé, dù mẹ ở nhà ngoại hay nhà nội đều được nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo tận tình như nhau, vì đó là những bước đầu đời vô cùng quan trọng của đứa trẻ. Chính vì thế nên việc tổ chức cúng mụ cho bé tại nhà ngoại hay nội đều được, miễn là phù hợp và thuận tiện cho sức khỏe của mẹ và bé. Cúng đề tháng cho bé trai và bé gái có gì khác biệt? Người Á Đông có quan niệm phân biệt nam nữ rất rõ ràng. Trong tất cả các nghi lễ cúng bái, không ít thì nhiều, giữa nam nữ đều có điểm khác biệt. Đối với lễ cúng đề tháng cho bé gái, chè được dùng để cúng thường là chè xô nước. Cúng chè xô nước trong lễ cúng đề tháng cho bé gái, hàm ý mong muốn con gái sau này dẻo dai nhưng ngọt ngào và thanh tao, vị ngọt như những may mắn và an yên mà gia đình muốn con có được. Chè chôn nước tuy dễ làm, dễ ăn, nhưng chính nhờ hương vị ngọt ngào khiến cho lòng người vương vấn mãi. Cúng đề tháng cho bé trai, gia đình phải cúng món chè đậu trắng. Hạt đậu khi chưa nấu phải còn cứng, hạt tròn, dài, đều. Hạt đậu cứng cáp ấy chính là sự rắn giỏi của con trai, nhưng sau khi được nấu chín, trải qua nhiều thử thách để trưởng thành, lại trở nên mềm dẻo. Vị ngọt của nước cốt dừa tràn lên mặt bát chè đậu trắng như những lời chúc phúc ngọt ngào mà gia đình muốn gửi đến cho con trai. Ngoài khác biệt trong cách chọn xôi chè trong lễ cúng và cách chọn ngày làm lễ theo quan niệm nam chồi 2, nữ sùm 1, thì ý nghĩa và sự thiêng liêng của lễ cúng đề tháng cho bé là như nhau. Đây chủ yếu là dịp để gia đình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới các bà mụ đức ông đã mang đứa trẻ đến với thế gian và thông báo cho những người thật quen biết sự có mặt của một thành viên mới trong gia đình để nhận được sự chúc phúc, che chở từ mọi người.